Đây là ngày 366 tôi mở bệnh viện. Ban đầu ở đây chẳng có gì, thế là tôi mua máy tính. Muốn tạo nên bệnh viện chủ đề eSport. Sau đó nghĩ lại, bệnh nhân lên mạng phải ăn vặt, bèn mua máy ăn vặt. Đến khi mua thiết bị, phát hiện không đủ vốn, bèn mua hàng cũ, dùng tạm vậy. Bệnh nhân đến bệnh viện của tôi ngày càng nhiều, nhưng tất cả đều là người cùng ban hội. Cuối cùng tất cả đều mắc chứng nghiện mạng nặng, nhưng thiết bị quá kém, điều trị thất bại. Cứ thế, bệnh viện từ không đến có. Bệnh viện kỳ thú, chữa mọi âu lo.